Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong giáo dục là yêu cầu sống còn với mục tiêu cốt lõi áp dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tăng cường tương tác giữa giáo viên và học sinh và quản lý giáo dục trên nền tảng số. Để thực hiện thành công chuyển đổi số, đội ngũ giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai sử dụng công nghệ thông tin, áp dụng vào thực tiễn, đồng thời tích cực nghiên cứu, đề xuất những giải pháp để thực hiện chuyển đổi số trường học. Những ngày này tin vui đến với cô giáo Nguyễn Thị Thu Phương, giáo viên môn tin học trường Chùa Cơ Sở Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, khi cả 4 học sinh do cô Phương trực tiếp bồi dưỡng, trong đó có 3 học sinh Vĩnh Phúc đạt giải vàng vòng quốc gia kỳ thi Olympic HKICO. Đây là kỳ thi về lập trình tin học được tổ chức hàng năm bởi Trung tâm Giáo dục Vô địch Olympic Hồng Kông với mục tiêu thúc đẩy đam mê lập trình, nâng cao kỹ năng công nghệ, trau dồi kỹ năng logic tư duy sáng tạo, kỹ năng tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học của học sinh. Đây chỉ là thành tích nhỏ trong bộ sưu tập những giải thưởng về tin học của học sinh do cô Phương bồi dưỡng trong những năm qua các em sẽ có cái cơ hội được làm với nhiều dạng bài tập khác nhau ngoài những cái kiến thức mà cô cung cấp à, và từ đó các em sẽ uh, trau dồi được cái kỹ năng về uh, cốt, kỹ năng về thuật toán à, và uh, các em được làm nhiều, các em được trải uh, qua nhiều cái cuộc thi mà tôi uh, đăng ký liên quan về tin học thì uh, các em có một cái hành trang tốt nhất để tham dự kỳ thi. Từ một kỹ sư công nghệ thông tin được đào tạo bài bản tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, cô Nguyễn Thị Thu Phương đã bén duyên với ngành giáo dục đào tạo bằng đam mê, nhiệt huyết với các thế hệ học trò. Những năm học gần đây, khi ngành giáo dục và đào tạo tích cực triển khai chuyển đổi số, cô Phương cũng là một trong những giáo viên tiêu biểu có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm được Hội đồng Khoa học các cấp nghiệm thu đánh giá cao và đưa vào ứng dụng thực tế. Tiêu biểu như đề tài phát triển kỹ năng lập trình với dạng bài toán đếm phân phối cho học sinh giỏi bằng ngôn ngữ, suy cộng cộng, được Phóng giáo dục và Đào tạo thành phố Phúc Yên bổ sung vào các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học của thành phố và triển khai làm tài liệu cho các trường trung cơ sở đề tài ứng dụng cuộc trình trong đổi mới phương pháp dạy học môn tin học lớp 6 được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh và đặc biệt là sáng kiến phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá môn tin học lớp 7 trường cơ sở tỉnh Bình Phúc được đánh giá là sáng kiến xuất sắc cấp tỉnh và sở khoa học công nghệ đề nghị nhân rộng trong toàn ngành giáo dục. ưu điểm của đề tài của tôi đó là thứ nhất là về nâng cao cái chất lượng giáo dục, áp dụng các cái phương pháp và các công nghệ hiện đại mới trong dạy học thì từ đó sẽ cải thiện được cái chất lượng giáo dục trong môn học. Thứ hai là tạo cái môi trường học tập và hiện đại từ tạo các cái công nghệ số và các cái công cụ hiện đại như là Palette, hay là net support hay là chat gpt classroom tất cả các cái công cụ hiện đại đó thì sẽ giúp cho cái việc giảng dạy đánh giá học sinh của tôi được chính xác hơn được công bằng hơn và nâng cao cái chất lượng học cho các em nhiều năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục cô nguyễn thị thu phương luôn giữ được nhiệt huyết khát khao công hiến truyền lửa đam mê cho các thế hệ học sinh những nỗ lực của cô phương đã được các cấp ghi nhận là điển hình của nhà trường về tinh thần tự học và sáng tạo theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Dương là một trong 62 nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 1982-2022. Đối với cô giáo Phương thì là một cô giáo mà nhiều năm dày kinh nghiệm, ngoài thành tích đối với công tác ôn thi học sinh giỏi thì cô cũng nhiều lần có những đề tài sáng kiến kinh nghiệm được hội đồng sáng kiến cấp huyện và hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận trong đó có những sáng kiến kinh nghiệm được hội đồng khoa học cấp tỉnh cho phép nhân rộng trên các huyện thị trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2024 này các tiết dạy của cô Phương rất là hay và hướng dẫn và mỗi tiết học cô sẽ dùng các công nghệ mới cô hướng dẫn rất là nhiệt tình giúp cho con thích môn tin học những thành tích của học trò qua các kỳ thi cũng như sự quan tâm, động viên, khích lệ của cấp ủy chính quyền địa phương, tập thể ban giám hiệu nhà trường sẽ tiếp thêm những động lực để cô giáo Nguyễn Thị Thu Phương không ngừng nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chồng người, đào tạo những lớp công dân toàn cầu cho Vĩnh Phúc.